Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế xã hội và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trăng Úc. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định thông qua 18 nghị quyết quan trọng cấp bách do Ủy ban nhân dân tỉnh trình liên quan đến 6 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm về đầu tư công và chủ trương đầu tư các công trình, dự án cụ thể về lĩnh vực tài chính, ngân sách, về tài nguyên, đất đai, nông nghiệp, y tế, xã hội, nội vụ, pháp chế. Ngoài việc xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội, tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số quỹ viên Quỹ ban Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu khai mạc kỳ họp bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn văn được nhấn mạnh đây là những vấn đề lớn quan trọng có sự tác động ảnh hưởng trực tiếp đến người dân các đối tượng liên quan và sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khi nghiên cứu phải bám sát quy định pháp luật chủ trương của ban thường vụ tỉnh ủy và tình hình thực tiễn địa phương phân tích xem xét kỹ về tính khả thi hiệu quả khả năng cân đối cùng được thực hiện tích cực trao đổi thảo luận nêu ý kiến quan điểm để làm sáng tỏ vấn đề và đưa ra các quyết định đúng đắn phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân